mừng cô đã được vô tiền. Cảm ơn bà chủ. Bà chủ ơi, bà cho con xin thêm lần nữa nha bà chủ. Khôn quá, làm rồi tới người ta chứ xin gì tới tôi nè. Ừ, thắng bại là tại kỹ năng nha con. Chúng ơi, trời ơi, chúng về con làm được rồi ba má. Chúc mừng cậu thổi được ô vàng. Dạ dạ, vậy con xin nè. Dạ, cảm ơn bà chủ. Bà chủ ơi, con năn nỉ bà chủ á, cho con một lần nữa nha bà chủ. À, thôi, tôi thấy cô cũng tội nghiệp, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Dạ, con cảm ơn bà chủ. Mày thấy gì chưa? Thắng bại là tại kỹ năng thôi con, là do mày kém cỏi. Không trúng một lần á thì có thể nói là do mày xui, nhưng mà toàn hai lần mà không trúng gì hết á là do mày hết. Yêu thôi, cô thổi vô cái ô bánh mì thì cô nhận được ổ bánh mì. Bây giờ không có nói qua nói lại nữa, kết thúc vòng 1, bây giờ bước vô vòng 2. Yeah. Các cô cậu đã vượt qua được vòng đầu tiên, bây giờ là vòng thứ hai. Tất nhiên là vòng thứ hai á, những phần quà trong những cái túi này á sẽ gấp đôi vòng thứ nhất. Gấp đôi. Sau khi tôi đọc hiệu lệnh thì các cô cậu phải nhanh tay nhanh chân, ai mà lên trước thì sẽ được phần thưởng lớn nhất. Dạ. Bà chủ, còn trò nào khó hơn không? Trò này dễ quá. Đảm bảo với bà chủ là con sẽ giành giải nhất, cao nhất luôn. Lần này phải cố gắng thắng mới được. Lần mấy lần trước con có tham gia chạy marathon ở trong xóm, chắc lần này là con sẽ thắng thôi. Mày nói gì vậy? Thì marathon á ở cái xóm nhỏ như cái lũ mũi gì á, làm như tưởng đâu đi thi thế giới hả má? Để tao coi á mày chơi lợi hay tụi tao không? Thôi bây giờ tất cả im lặng. Tôi sẽ đọc điều lệnh 1, 2, 3. Thì phải chạy cho thật nhanh để giành phần thưởng nha. Dạ, con sẵn sàng rồi bà chủ. 1, 2, 3. Của em lấy trước mẹ. Anh mà. Anh ơi, của em lấy trước. Còn cái bự nhất là phải của em, cái bự nhất phải của em mua ra cho. Có mộng nghe gì đó đó. Mắc gì mình với nhau mà mắc gì phải giành của nhau. Qua giành với con này nè. Qua giành nó hả? Còn mấy phần khác mà. Đây mày. Mà tôi lấy nó trước mà. Tao lấy trước được không? Bây giờ mọi người đã có phần thưởng trên tay rồi. Bây giờ mở ra coi trong đó mình được phần thưởng gì. Dạ, để con thôi trước. Mình là người yêu. Nãy anh nhường cho em rồi, giờ tới em nhường anh đi nhé. Trời ơi! Trời ơi Tuyền! Quá trời Tuyền luôn trời! Trời ơi! Vô rồi em ơi! Vô rồi! Vô rồi! Vô rồi! Cái gì vậy? Trời ơi! Nhiều quá trời ơi! Chạy lên tụi này em có chơi em chạy rồi! Tao có chơi nè! Em lái xe hơi chở anh đem nguyên bao tiền luôn! Còn cô mở phần thưởng của cô ra. Dạ. Nhanh cái tay lẹ cái chân lên đi. Cái gì vậy? Mày làm trò hề cho tao cười quá. Liều 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 liều. Chưa tưởng được gì. Sao được có hai cái chân với con. Không được gây xúc tích nữa. Vậy mà chưa chân nhạc đâu. Đáng rồi. Bây giờ trên tay tôi là 3 cái chìa khóa. Nhưng trong đây có một cái là chìa khóa phòng của tôi. Tất cả toàn bộ tài sản tôi cất ở trong đó. Nếu ai là người nhặt chìa khóa này trước vô được thì toàn bộ tài sản của người đó. Mọi người sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bây giờ tôi quăng lên đây, nhanh tay nhặt được thì tài sản đó là của người đó. Là của em.
của anh, của anh. Cái này phải là của anh. Của em. Đưa này, đưa này. Của em mà. Của anh mà, của anh. Em lấy chưa? Của anh. Em phải là người khai phá ra cái tài sản của mình. Anh bố ra. Của anh mà, chịu chặn đi. Em phải là người ra đó trước. Của anh mà, của anh mà. Lấy. Đưa cho anh đi mà. Anh mua ra của em. Anh xin em luôn, em đưa cho anh đi. Cái chìa khóa này là của em, tài sản ở trong phòng nó là của em. Đưa lại coi. Trả cho em. Em tránh ra cho anh mở cửa. Bây giờ anh không đưa chìa khóa cho em á nè, em đứng đi luôn, anh không cho anh vô. Anh không biết em dành với anh chi nữa. Bây giờ tiền của anh cũng là tiền của em mà. Thôi 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 đi, anh đừng có xạo. Bây giờ vợ chồng với nhau rồi còn chưa tin nhau được nữa, huống chi tuổi anh chị mới là người yêu. Biết đâu được á, anh lấy tài sản, anh có nhiều tiền rồi anh theo con khách bỏ tôi làm sao, tôi đâu có mua. Anh không có vậy, anh hứa là... Được rồi, bây giờ lấy được anh chia cho em. Chia đôi. Anh chắc không? Chắc. Ủa? Ủa? Gì vậy? Chào mừng hai tên trộm. Ủa là sao? Sao? Hai tên trộm ngạc nhiên lắm phải không? Hai người đừng nghĩ những cái chuyện gì hai người làm tôi không biết đâu nha. Bà chủ, bà nói gì vậy? Con không hiểu. Tại sao biết cái chìa khóa đó là chìa khóa phòng của tôi mà hai người tranh giành để giùm? Chứng tỏ là hai người đã từng vô phòng tôi. Những trò chơi đó là do tôi bày ra để tôi vạch mặt hai người. Tôi thất vọng vì hai người quá. Bà chủ, con không có làm sai hết á. Là anh Thịnh á, anh mày con làm, anh suối con làm á. Con không chịu làm mà anh suối con á bà chủ. Con biết lỗi á bà chủ á. Hai đứa cùng làm mà bây giờ đổ thừa tôi là sao? Bây giờ im hết. Tôi đã báo công an rồi. Hai người chuẩn bị ở tù đi. Bà chủ ơi, con muốn hồi tù đó bà chủ. Bà chủ ơi, tha cho con đi bà chủ. Đưa họ đi. Bà chủ ơi, con muốn hồi tù đó bà chủ ơi. Nói vậy là những chuyện này bà chủ bày ra để bắt hai người đó hả bà chủ? Đúng vậy. Cô gái, qua cái chuyện này á, tôi mới thấy cô là một người tốt bụng, trung thực. Cô ở Đài Lầy đạp với tôi đi. Tôi giao cái chức quản lý lại cho cô. Những lúc nào mà tôi đi không có mặt ở đây á thì cô toàn quyền quyết định. Dạ, được vậy con cảm ơn bà chủ nhiều lắm.